trang bị lớp áo giáp trắng thép mạnh mẽ cùng bộ máy cơ Nhật Bản tinh nhạy. Chiếc đồng hồ Citizen Automatic như tái hiện lại tinh thần chuẩn mực của những chiến binh samurai quả cảm, bền bỉ và linh hoạt. Chất thép không gỉ 316L cùng những mắt xích khá lớn tạo nên sức hút nam tính cho chiếc đồng hồ. Bộ kim cùng 12 cọc số được vát sắc lạnh như đường kiếm dứt khoát của những võ sĩ samurai. Tất cả được thể hiện trên nền mặt xanh nửa đêm độc đáo, có thể thay đổi sắc độ khi chuyển đổi góc nhìn, tạo nên vẻ đẹp riêng cho quý ông hiện đại. Trang bị bên trong là máy Miyota caliber 8200 được sản xuất bởi Citizen, ông trùm số 2 của giới đồng hồ Nhật Bản, cũng là một trong số hiếm hoi các thương hiệu trên thế giới tự sản xuất được máy móc cho chính chiếc đồng hồ của mình. Cái tên Miyota caliber tượng trưng cho sự bền bỉ, tinh gọn, chính xác như đúng tinh thần Nhật. Độ kháng nước 50m của Citizen Automatic cho phép bạn rửa tay, đi tắm, thậm chí là đi bơi nông mà không cần lo lắng. Chỉ hơn 5 triệu đồng cho một siêu phẩm từ Citizen. Hãy liên hệ ngay với X-Watch để sở hữu. X-Watch, bảo hiểm cả lỗi người dùng trong 5 năm, đầu tiên tại Việt Nam.